Chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lưu Bình Nhưỡng do đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã chủ trì kỳ họp thứ 34 của Ủy ban này. Tại kỳ họp này, xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan nhà nước. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng Đảng đặt lên hàng đầu nhiệm vụ ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trong đó có những cán bộ đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp, kể cả cấp cao. Đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân thống nhất cao về nhận thức thế nào là sự suy thoái về đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị thể hiện rõ nhất ở sự phai nhạt lý tưởng, dao động, mất niềm tin vào đường lối của Đảng. Sự suy thoái đạo đức, lối sống biểu hiện ở chỗ là sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện và vô nguyên tắc. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị không phải là một khái niệm trừu tượng mà nó biểu hiện rất cụ thể trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng quán triệt sâu sắc rằng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị thể hiện ở chỗ phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức sai, quan điểm lệch lạc, không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Tổng Bí thư còn yêu cầu, chỉ rõ có gì cần bổ sung, điều chỉnh, nên chăng phải gắn xây dựng, chỉnh đốn đảng với xây dựng hệ thống chính trị theo đúng tinh thần Đại hội 13 của Đảng. Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải tích cực phòng ngừa và chủ động kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Đối với các vụ án liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các thành viên thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong quản lý sử dụng tài chính, tài sản của Đảng và kê khai tài sản, thu nhập. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, phát huy ưu điểm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát, trọng tâm là kiểm tra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, công tác cán bộ, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, thực hiện các dự án đầu tư và những vấn đề nổi cộm bức xúc, dư luận quan tâm, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thời gian qua, việc ông Lưu Bình Nhưỡng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản khiến dư luận xôn xao. Hiện nhiều tỉnh thành đã rà soát và phát hiện các kiến nghị, phiếu chuyển đơn cũng như văn bản do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ đại biểu Quốc hội hoặc Phó trưởng Ban Dân nguyện. Chiều ngày 15 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xem xét công văn của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án hình sự Phạm Minh Cường, Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát toàn bộ các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ đại biểu Quốc hội hoặc Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi đến trong thời gian từ tháng 7 năm 2016 đến nay.
Kết quả rà soát, Công an tỉnh Đắk Lắk và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có tiếp nhận hai công văn của Ban Dân nguyện do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ Phó trưởng Ban Dân nguyện. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ngày 28 tháng 4 năm 2022, ông Lưu Bình Nhưỡng đã ký văn bản chuyển đơn của ông Trần Bình Tê và ông Nguyễn Văn Thờ cùng ngụ thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk tới Công an tỉnh Đắk Lắk và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Nội dung kiến nghị của ông Lưu Bình Nhưỡng là đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh quan tâm xem xét giải quyết đơn của ông Tê và ông Thờ, hai người cùng tố giác giám đốc một doanh nghiệp có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Ông Tê và ông Thờ không đồng ý kết quả giải quyết của Công an tỉnh Đắk Lắk và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khi ra quyết định không khởi tố vụ án, đồng thời liên tục có đơn đề nghị xem xét giải quyết để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các ông. Kết quả giải quyết việc ông Tê và Thờ cùng tố cáo một giám đốc là tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm. Việc cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định không khởi tố vụ án là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thông báo kết quả giải quyết đơn của công dân gửi Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tiếp đó, ngày 30 tháng 5, ông Lưu Bình Nhưỡng tiếp tục đã ký văn bản chuyển đơn của ông Trần Bình Tê và ông Nguyễn Văn Thờ cùng vụ việc trên. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm theo nội dung đơn tố giác. Ngày 22 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành báo cáo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm Phúc Đắc gửi ông Lưu Bình Nhưỡng. Liên quan đến hai văn bản và phiếu chuyển đơn do ông Lưu Bình Nhưỡng ký gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định, sáng ngày 13 tháng 12, nguồn tin của phóng viên cho biết, công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, trụ sở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã chuyển hơn 53,48 tỷ đồng đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định để chi trả cho công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải biển Cửu Long, gọi tắt là công ty Cửu Long, trụ sở thành phố Hồ Chí Minh theo bản án của tòa phúc thẩm đã có hiệu lực thi hành. Đây là một trong hai vụ việc liên quan đến phiếu chuyển đơn do ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, ngụ quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội ký vào đầu năm nay gửi đến cơ quan chức năng tỉnh Bình Định với tư cách là Phó trưởng Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo hồ sơ vụ việc, bản án phúc thẩm số 31/2022/KZTM-PT ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên buộc Cảng Quy Nhơn tiếp tục thực hiện hợp đồng và trả cho công ty Cửu Long hơn 53,48 tỷ đồng. Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định ra quyết định thi hành bản án này. Ngày 4 tháng 1 năm 2023, Cục Thi hành án dân sự tiếp tục gửi thông báo hết thời hạn tự nguyện thi hành án, Cảng Quy Nhơn không thực hiện các nghĩa vụ thi hành án thì bị cưỡng chế. Ngày 9 tháng 1 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có văn bản yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định hoãn thi hành bản án nói trên trong thời gian 3 tháng để xem xét thủ tục giám đốc thẩm theo đề nghị của Cảng Quy Nhơn. Qua 3 tháng nhưng chưa xem xét được thủ tục giám đốc thẩm, ngày 10 tháng 4, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định ra quyết định về việc tiếp tục thi hành án. Sau đó, Cảng Quy Nhơn đã chuyển hơn 53,48 tỷ đồng đến Cục Thi hành án dân sự Bình Định để chi trả cho công ty Cửu Long. Ngày 14 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án trên. Tuy nhiên, đến thời điểm này, thủ tục giám đốc thẩm vẫn chưa được xem xét. Cũng trong thời gian diễn ra các vụ việc nói trên, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định nhận được phiếu chuyển đơn của ông Lưu Bình Nhưỡng về việc chuyển đơn kiến nghị của công ty Cửu Long liên quan đến việc thi hành bản án phúc thẩm số 31/2022/KZTM-PT ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Ngoài phiếu chuyển đơn này, ông Nhưỡng còn có một văn bản khác liên quan đến việc trích lục khai tử một người ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Trước đó, liên quan đến việc đề nghị rà soát các văn bản do ông Lưu Bình Nhưỡng ký, nhân vật được cho là có liên quan mật thiết đến vụ án, ngày 12 tháng 12, nguồn tin của phóng viên báo Người Lao Động cho biết, hiện qua rà soát, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã phát hiện có hai văn bản, phiếu chuyển đơn do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với cương vị đại biểu Quốc hội và Phó trưởng Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Thái Bình về việc đề nghị phối hợp rà soát, cung cấp thông tin liên quan những văn bản kiến nghị, phiếu chuyển với tư cách đại biểu Quốc hội và Phó trưởng Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội của ông Lưu Bình Nhưỡng. Theo đó, qua rà soát, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phát hiện có hai văn bản phiếu chuyển đơn do ông Lưu Bình Nhưỡng ký gửi đến tỉnh này với cương vị đại biểu Quốc hội và Phó trưởng Ban Dân nguyện. Trong đó, một vụ việc liên quan đến tranh chấp giữa công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn và một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. Sở dĩ có việc rà soát là do xuất phát từ việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình có văn bản vào ngày 25 tháng 11 gửi các tỉnh, thành đề nghị phối hợp rà soát, cung cấp thông tin liên quan những văn bản kiến nghị, phiếu chuyển với tư cách đại biểu Quốc hội hoặc Phó trưởng Ban Dân nguyện của ông Lưu Bình Nhưỡng.
Trong đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra soát toàn bộ các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ đại biểu Quốc hội hoặc phó trưởng ban dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các sở ban ngành, đơn vị trực thuộc. Giai đoạn rà soát kể từ tháng 7 năm 2016 đến nay, kèm theo kết quả xử lý, trả lời đối với các văn bản phiếu chuyển đơn nêu trên của ông Lưu Bình Nhưỡng. Trước đó, ngày 14 tháng 11, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, về tội cưỡng đoạt tài sản. Nơi ở, nơi làm việc của ông Lưu Bình Nhưỡng cũng bị khám xét. Việc bắt tạm giam này là từ kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, 37 tuổi, thường gọi là Cường Quắt, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đối tượng có 3 tiền án, cưỡng đoạt tài sản. Ông Lưu Bình Nhưỡng là tiến sĩ luật kinh tế, từng là đại biểu Quốc hội khóa 14, 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Từ tháng 9 năm 2018, ông Lưu Bình Nhưỡng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động, bổ nhiệm giữ chức phó trưởng ban dân nguyện. Cũng liên quan đến vụ án của ông Lưu Bình Nhưỡng, trong kết quả cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban Chỉ đạo, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết, vụ án liên quan tới ông Lưu Bình Nhưỡng đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình trực tiếp thụ lý giải quyết. Vụ án này chưa thuộc diện theo dõi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo. Các cơ quan chức năng đang thực hiện đúng quy định của pháp luật theo đúng thẩm quyền. Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, việc ghi nhận ông Lưu Bình Nhưỡng là một người có nhiều ý kiến ở các diễn đàn, những đóng góp tốt của ông Lưu Bình Nhưỡng là cần thiết. Mặc dù vậy, những vi phạm của ông Lưu Bình Nhưỡng cũng phải xử lý nghiêm minh. Theo ông Nguyễn Văn Yên, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã quyết định xử lý thì phải có căn cứ và pháp luật quy định rất chặt chẽ, nhất là pháp luật hình sự và tố tụng hình sự. Để đi đến quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đặc biệt áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam thì cực kỳ nghiêm trọng. Bộ luật tố tụng hình sự quy định hết sức chặt chẽ. Toàn bộ hoạt động của cơ quan điều tra được Viện Kiểm sát cung cấp kiểm sát trực tiếp, toàn diện và chịu trách nhiệm về việc phê chuẩn khởi tố bắt tạm giam. Những vấn đề khác còn được các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm xử lý hoặc chỉ đạo xử lý theo đúng quy định. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.